Được đẩy thuyền mạnh mẽ, Bạch Công Khanh tiết hé lộ mối quan hệ thật sự với nam em. Trong suốt chặng đường miệt mài trên con đường làm nghệ thuật, dường như khán giả vẫn chưa từng thấy Bạch Công Khanh chia sẻ về chuyện tình cảm hay người đồng hành của mình. Chính vì vậy, một số thông tin đồn nổ ra nhằm vào giới tính của anh. Đứng trước chủ đề này, Bạch Công Khanh thẳng thắn, đây là một chủ đề nhạy cảm bởi vì mình là người của công chúng. Những gì mình nói ra sẽ có ảnh hưởng nhất định với những khán giả yêu thích mình, thậm chí cả số ít khán giả không thích mình. Cho nên, việc mình khẳng định một điều gì đó sẽ luôn có hai hướng suy nghĩ là tin hay không tin. Các nghệ sĩ hay chọn hình thức nói chung chung, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng điều tôi quan tâm nhất và những người yêu thương tôi muốn ở tôi nhiều nhất đó là sự bình an. Có nghĩa là tôi yêu ai, cưới ai thì mọi người vẫn muốn tôi hạnh phúc. Bởi nếu mình yêu mến người nghệ sĩ đó, mình đâu muốn họ đổ vỡ trong hôn nhân hay vấp ngã trong tình duyên. Nay yêu người này, mai yêu người khác. Bạch Công Khanh cho rằng việc của một người nghệ sĩ là truyền tải nghệ thuật chứ không phải mang đời tư để kể với khán giả. Cái đó không phải là chuyên môn nên tôi ít muốn chia sẻ điều này, anh nói. Trước các buổi biểu diễn, khán giả đã quá quen thuộc với những khoảnh khắc Bạch Công Khanh tình tứ cùng nam em nên nhiệt tình đẩy thuyền. Về điều này, Bạch Công Khanh chia sẻ, nam em là một cô gái sống rất thật, dạt dào tình cảm. Khi cô ấy thương, cô ấy yêu, cô ấy đều thể hiện ra bên ngoài. Và cô ấy cứ buồn, cô ấy khóc. Nhưng cũng chính vì điều đó khiến nam em rất dễ bị tổn thương. Nam em mỗi khi diễn cùng nam em, tôi dạt dào cảm xúc, muốn bảo vệ người con gái này. Trong tương lai, chuyện tình cảm của tôi và nam em có thể sẽ tiến xa hơn, hoặc có thể chỉ dừng lại ở tình bạn, tình anh em thân thiết. Chưa ai nói trước được điều gì, nhưng mỗi khi tôi khẳng định rằng khi duyên với nam em, đóng chung với cô ấy, hát chung cô ấy, đó là tình cảm thật, xuất phát từ trái tim của cả hai, để đem đến cho khán giả những cái sản phẩm nghệ thuật nhất, những cái sản phẩm giải trí cảm xúc nhất. Mong rằng các bạn hãy luôn ủng hộ nam em trong chặng đường sắp tới của cô ấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.